Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Katarina Phan Thị Tâm, con ở giáo xứ Quang Lâm, giáo hạt Phương Lâm ạ. Con được ơn của Chúa là con bị bệnh đau đầu. Năm ngoái con chỉ ngồi con ước gì một ngày con không đau xong con khỏe đến đâu. Thế như con đi lên cha con về là con khỏi bệnh đau đầu ạ. Dạ, con đau đầu thuốc từ hồi con 15, 16 tuổi ạ. Bây giờ bao nhiêu tuổi? Con 60 tuổi ạ. Đây là bao nhiêu năm? Dạ 50 năm. 50 năm đau đầu. Dạ, con còn ơn thằng cháu nó ở Biên Hòa này, nó gần chết. Coi như nhà thương đưa nó về nhà để cho nó chết. Nên nhà con mới lên thăm thì nó chỉ còn hoi hóp thở thôi. Nên là chồng con vào tượng làm Chúa thương xót, mới cầu xin Chúa soi sáng cho vợ con nó đưa vào bệnh viện. Thì khi đưa vào bệnh viện xong được khoảng chừng một tiếng, bác sĩ khám xong ấy là chiều nó đòi uống sữa ăn cháo xong, có trong vòng một tuần nó về, giờ nó khỏe, nó tăng lên 10 kg rồi ạ. Dạ lời thưa cha, còn mà ơn nữa, thằng con nhà con nó giận nó bỏ đi, con cầu xin Chúa có mà 2 ngày là nó quay trở về rồi ạ. Thân xin ấy. Có rồi, nhưng con về con tặng cho người khác ạ. Dạ. Tạ Chúa và tạ cha và cộng đoàn ạ.